Phương Ly, Andre bị tóm sống trên bãi biển, tình bạn thân đã tiến thêm một bước mới. Thời gian qua, Andre, Phương Ly nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng khi vướng nghi vấn hẹn hò. Cặp đôi để lộ nhiều hình chất lượng khiến netizen đoán già đoán non về mối quan hệ từ bạn thân thành người yêu. Thế nhưng cho đến nay, mặc netizen chất vấn, cả hai vẫn úp mở không nói rõ về tin đồn tình cảm. Giữa lúc Andre, Phương Ly bị nghi ngờ yêu nhau, ngày 14 tháng 12 vừa qua, hai nghệ sĩ đã bị bắt gặp trong một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt khi cùng nhóm bạn đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Điều đáng nói, đôi bạn thân gần 10 năm nắm chặt tay nhau không rời, cùng đi dạo dọc bờ biển. Khoảnh khắc huấn luyện viên Giáp Việt mùa 3 và giọng ca Anh Là Ngoại Lệ Của Em khóa môi sau khi chụp ảnh lãng mạn càng gây bất ngờ. Tối ngày 14 tháng 12, Phương Ly gây chú ý khi đăng loạt ảnh mới bên bờ biển cùng với dòng chú thích See Me. Nữ ca sĩ diện bikini giống hệt loạt ảnh mà phóng viên ghi lại được. Bên dưới bài đăng, Andre còn cố tình bình luận gây chú ý. Photobay hỏi chấm khiến cư dân mạng cho rằng Andre đang đòi credit vì mình là người chụp ảnh cho cô bạn thân. Có thể khẳng định, suy đoán của cư dân mạng hoàn toàn chính xác. Nam rapper chính là phó nhái cho Phương Ly trong chuyến đi này. Trước khi được đồn đoán yêu nhau, Andre và Phương Ly vẫn luôn xuất hiện cùng nhau mỗi khi họp mặt trong nhóm bạn thân. Từ 8 năm trước, mạng xã hội của cả hai đã chia sẻ ảnh có đối phương. Andre từng gọi Phương Ly là anh chàng đẹp trai nhất quận 2 và đi ăn sinh nhật cùng nữ ca sĩ. Cuối cùng thì Thiền cũng đã cập bến, cùng ngóng chờ những hình tiếp theo đến từ cặp đôi Phương Ly và Andre cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi TV Trends, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi.